Thưa quý vị, đã hơn 14 ngày kể từ khi thảm họa động đất kinh hoàng xảy ra tại thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động tìm kiếm cứu hộ cứu nạn vẫn diễn ra hết sức khẩn trương. Hôm qua, ngày 20 tháng 2, Tổng thống thổ Nhĩ Kỳ đã đến thăm hai tỉnh là Hatay và Karaman-Maras để đánh giá mức độ thiệt hại cũng như các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ thảm họa động đất. Tại đây, Tổng thống Erdogan đã gặp và trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ đoàn cứu hộ cứu nạn quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam giúp khắc phục hậu quả của trận động đất. Tổng thống Erdogan cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam khi bắt tay Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Tránh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tổng thống Erdogan đã cảm ơn tất cả các quốc gia đã viện trợ và hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nhấn mạnh, Thảm họa động đất một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của tình đoàn kết quốc tế. Tổng thống khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bao giờ quên tình bạn đó. Tính đến ngày 20 tháng 2, lực lượng cứu hộ cứu nạn quân đội nhân dân Việt Nam đã thực hiện tìm kiếm tại 31 điểm ở huyện Antakya, giúp nước bạn xác định được 15 vị trí có nạn nhân do trận động đất. Trong đó có hai vị trí có dấu hiệu sự sống bằng radar xuyên tường. Đoàn đã bàn giao lại cho các bạn tìm kiếm, đưa ra được 28 thi thể nạn nhân. Cùng với đó, lực lượng cứu hộ cứu nạn quân đội nhân dân Việt Nam đã phối hợp với Bahrain, Mexico tìm được 3 vị trí có 10 thi thể nạn nhân, giúp ba hộ dân khác ổn định nơi ăn trốn ở. Quân y trong đoàn đã thu dung, điều trị, cấp thuốc cho 7 bệnh nhân của đoàn cứu hộ các nước. Tiếp thêm lửa cho cán bộ chiến sĩ, Thiếu tướng Phạm Văn Tị đã đọc thư động viên thăm hỏi của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng gửi 76 cán bộ chiến sĩ thay mặt đoàn thiếu tướng phạm văn tị cảm ơn sự quan tâm của quân ủy trung ương lãnh đạo bộ quốc phòng và bộ trưởng khẳng định đây là động lực to lớn để các thành viên trong đoàn tiếp tục nỗ lực hơn nữa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt